Tiếp tục thông tin liên quan đến vụ ngộ đập tại Nha Trang, Khánh Hòa. Vào sáng nay 21 tháng 11, lãnh đạo trường Ascun Nha Trang cho biết 8 chuyên gia là bác sĩ công tác tại thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại Nha Trang để kiểm tra thăm khám cho hơn 200 học sinh. Đoàn bác sĩ thành phố Hồ Chí Minh đã vào các bệnh viện phối hợp với đồng nghiệp tại địa phương để hội trần, đưa ra phác đồ điều trị cho các em. Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, đã có khoảng 600 học sinh tới các bệnh viện thăm khám, trong đó 240 em được cho về nhà theo dõi, 360 em nhập viện điều trị nội trú. Đến nay còn 26, 266 em đang điều trị, trong đó 21 em ở tình trạng nặng. Một học sinh nam 6 tuổi, bố là người nước ngoài, đã tử vong trên đường chuyển đến bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ chẩn đoán vào thời điểm nhập viện em bị sốc nhiễm trùng và ngộ độc thực phẩm. Trong cuộc đối thoại với trường iSchool, các phụ huynh cho biết Hai tháng qua họ phát hiện chất lượng bữa ăn bán chú của con có vấn đề, đã yêu cầu trường xem lại thức ăn, nguồn nước, nhưng chưa được trả lời thì học sinh đã nhập viện. Số đông phụ huynh cũng bày tỏ bức xúc khi con của họ nằm viện nhiều ngày, thế nhưng sức khỏe vẫn chưa được cải thiện. Bác sĩ đánh giá các em có nồng độ nhiễm độc cao nhưng chưa có phác đồ điều trị. Vì thế họ đề nghị phía nhà trường và sở y tế nhanh chóng mời những bác sĩ có chuyên môn tới chăm sóc các em cũng như lên phác đồ điều trị. Ngoài ra, phụ huynh học sinh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan, trong đó công an cần phải vào cuộc điều tra tìm nguyên nhân vì sự việc đã trải qua nhiều ngày nhưng tới nay vẫn chưa có kết quả. Vào sáng nay 21 tháng 11, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan về vụ việc. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng khẳng định khi nguyên nhân được xác định cụ thể, bộ sẽ có phương án để xử lý.